Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với gặp nhau cuối ngày điểm lại những thông tin nổi bật nhất có trong ngày hôm nay ngày 4 tháng 12. Vào tối ngày hôm qua mùng 4 tháng 12, trong phần trình diễn mở đầu cho Vietnam International Fashion Week 2020, Binzy đã có hành động liên tục đánh mắt và hôn gió cho Bùi, khiến khán giả vô cùng thích thú. Mở đầu cho Vietnam International Fashion Week 2020, rapper Binzy và ca sĩ Soobin đã được mời để mở màn cho tiết mục đầu tiên của Fashion Week năm nay. Khi Binzy trình diễn cho Bùi ngồi chăm chú quan sát, liên tục nhún nhảy theo điệu nhạc, sau 5 lần 7 lượt liên tục tung thính qua lại trên mạng xã hội, nhưng nhất quyết không chịu lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm và không chia sẻ ảnh xuất hiện cùng nhau, cặp đôi chính thức có hành động thể hiện tình cảm đầu tiên trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Binzy đã bất ngờ đi xuống chỗ ngồi của Châu Bùi, trao cho nàng một nụ hôn gió kèm cái nắm tay cực kỳ tình cảm. Đáp lại, Châu Bùi cười tít cả mắt, ra vẻ ưng bụng. Suốt phần trình diễn, Binzy đã công khai ánh mắt đưa tình, thả thính Châu Bùi lia lịa tại sự kiện. Sau một đêm làm dậy sóng mạng xã hội, nam rapper đã có động thái mới trên Facebook cá nhân. Anh ẩn ý về chuyện tối qua Double B in the building, hôm qua diễn cái gì mà bị phân tâm quá đi. Double B mà Binzy nói đến ở đây chính là hai chữ B viết tắt tên của Binzy và Soobin. Còn câu nói hôm qua diễn mà bị cái gì làm phân tâm quá đi chắc hẳn là ẩn ý sự xuất hiện của Châu Bùi. Ngay lập tức khán giả liền gọi tên Châu Bùi ở phần bình luận. Muốn giả bộ không thấy mà làm không được chứ gì. Chú diễn mà chú cứ lo nhìn chị Châu, lạ quá đi. Sân khấu hôm qua như còn hai ta thôi anh nhỉ. Binzy đừng lươn lẹo nữa, mê tít Châu rồi còn gì. Còn nhớ vào vài ngày trước Châu Bùi để lộ vết thương lạ ở cổ khiến nhiều người cho rằng đây là dấu yêu của Binzy để lại. Nhưng cô nàng lại khẳng định mình bị kiến ba khoang cắn. Tuy nhiên Binzy sau đó lại đặt nghĩa danh mới cho mình là Binzy ba khoang. Mới đây trong tập 2 của chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam phát sóng vào ngày 28 tháng 11, MC Trấn Thành đã có những lời khuyên dành cho cậu bé tham gia chương trình. Và ngay lập tức thì lời khuyên này đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Cụ thể, nhận thấy sự khác biệt ở cậu bé Minh Quân so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, Trấn Thành đã gặng hỏi gia đình em và biết được câu chuyện nhóc 7 tuổi phát triển khá chậm về mặt ngôn từ, hay dùng những từ ngữ đặc thù trong sách vở nên khó chơi cùng bạn bè. Hiểu rõ tường tận câu chuyện và chứng kiến phần thi hơn người của Minh Quân, MC Trấn Thành đã nói: "Ngày xưa những bạn không chơi với con, nói con khờ, thì sau buổi phát sóng ngày hôm nay, con có thể tự hào nhìn các bạn và nói rằng làm sao chơi được, các bạn chưa đủ tầm." Ngay lập tức thì câu nói đùa của nam MC đã khiến cho một bộ phận khán giả không vừa ý và cho rằng đây là phát biểu tùy tiện. Câu nói làm sao chơi được, các bạn chưa đủ tầm sẽ khiến cho các em nhỏ theo dõi chương trình học theo, thậm chí là hình thành tư tưởng ngạo mạn, bài xích các bạn nhỏ xung quanh khác. Hiện phát ngôn của nam MC vẫn đang nhận về những ý kiến trái chiều từ dư luận. Luôn được biết đến là một nhóm nhạc mặn mà với những bài đăng đầy hài hước gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây thì nhóm nhạc Đan Lab đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều khi mà đăng bài giới thiệu thành viên thứ 7. Cụ thể, trong một bài đăng trả rõ thật hay đùa xuất hiện vào rạng sáng ngày 4 tháng 12, Đan Lab đã công bố nam ca sĩ Osat chính là thành viên thứ 7 trong nhóm nhạc, hiện tại mới có 4 người này. Trong bài đăng, Osat được Đan Lab giới thiệu trong vai trò vai sùa bè, phối hợp với vai sùa chính của nhóm để giúp họ tăng hạng về nhan sắc. Từ trước đến nay, các thành viên của Đan Lab thường xuyên có những bài viết lầy lội đùa cợt khiến khán giả không biết đâu mà lần. Ví dụ như câu chuyện công khai giá cát xê khét lẹt, không ít lần tự chôn chính bản thân của mình, thậm chí tiết lộ câu chuyện giả vờ phiêu trên sân khấu, tất cả đều được viết với ý châm biếm, hài hước. Thế nhưng cộng đồng mạng không cần biết thật hay giả, ngay lập tức khi vừa đăng lên, họ đã tràn vào ảnh của Đan Lab nhưng hoàn toàn không phải để chúc mừng mà để cà khịa Osat không một chút nề nang. Thậm chí nhiều fan còn chế lại lời bài hát của Đan Lab để bày tỏ nỗi lòng của mình. Vậy là fan khỏi gác lại âu lo. Mấy chú ơi, em không muốn chuyện này xảy ra đâu. Nước mắt fan lau vào 3 giờ sáng. Nước đi này hơi sai, các chú có muốn đi lại nước khác không? Cái nhóm này thực hư, hư thực, tin giả thật lẫn lộn như mấy em bán kem trộn, không biết thế nào mà lần. Nhóm có 4 thành viên rồi, giờ đùng cái công bố luôn thành viên thứ 7. Vậy còn số 5 và số 6 đâu mấy ông? Đa số bình luận của khán giả đều cà khịa và chỉ trích về việc Osat gia nhập Đan Lab. Vào tối ngày hôm qua mùng 3 tháng 12, một tài khoản Facebook có tên NH đã đăng đàn chia sẻ về câu chuyện mình bị chính cháu gái ruột cướp chồng và ngay lập tức thì câu chuyện này đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Nguyên văn chia sẻ của chị Hát như sau: "Gửi con gái cũng là người tình của chồng mẹ. Trên đời này người ta bị con giáp 13 giật chồng, với tôi thì khác, phải nói là bị ăn trộm. Chồng tôi vốn hiền lành, sống đạo đức, chỉ biết vợ con là niềm vui của cuộc đời. Đến một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra chồng tôi bị đứa cháu tôi cưng như trứng mang từ Việt Nam qua nuôi từ năm 6, 7 tuổi, nó ăn trộm mất, bị cháu ruột trộm chồng đi. Đến một ngày đẹp trời khác phát hiện ra mẹ ruột của cháu mình, tức là người chị thứ hai mình kính yêu là kẻ đằng sau câu chuyện, để con gái cướp đi tất cả của em gái mình chỉ vì muốn được cái thẻ thường trú tại Úc. Chưa dừng lại ở đó, tới sáng ngày hôm nay, chị NH lại tiếp tục đăng tải những hình ảnh, ảnh chụp màn hình của chính chị gái đăng đàn chửi rủa mình. Đáng chú ý, người chị này từng đứng về phía cô, rủ dê cô đi đánh ghen, nhưng bây giờ cũng quay lưng.
Trong những bức hình được chụp lại cho thấy, người chị không ngừng xúc phạm em trên trang Facebook cá nhân bằng những từ ngữ tục tĩu, thậm chí còn nói em gái mình bị chồng bỏ, dù trước đó không phải lao động kiếm tiền, giờ phải đi làm nên tức mới chửi cháu gái mình. Ngoài ra, chị NH còn chia sẻ, gia đình mình có tới 6 chị em, nhưng chỉ có chị thứ 5 đứng về phía mình, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau. Chị NH liệt kê lại những người chị của mình, một người là mẹ ruột của đứa cháu đứng sau mọi chuyện, một người từng chửi rủa đứa cháu thậm tệ, còn từng xúi mình đi đánh ghen mà giờ lại quay lưng, bắt tay với kẻ thù đăng ảnh kết quả của đôi loạn luân trên Facebook để khiêu khích. Một người thì chửi rủa em mình thậm tệ trên Facebook. Cuối cùng, chị NH xót xa cho bức ảnh gia đình và chia sẻ rằng mấy chị em mình cả đời này chắc không còn tấm hình như thế này nữa đâu. Cảm ơn má và chị Năm luôn bên con. Từ trước đến nay, Hồ Con Rùa luôn được biết đến là một địa điểm vui chơi của người dân Sài Gòn. Và mới đây, thông tin Hồ Con Rùa sẽ được cải tiến thành phố đi bộ càng khiến cho người dân Sài Gòn và du khách cảm thấy thích thú. Phố đi bộ Hồ Con Rùa dự kiến tăng 2.235m2 mảng xanh, 875 chỗ ngồi, lắp hệ thống mái che vỉa hè. Phố đi bộ Nguyễn Thượng Hiền sẽ bố trí thêm bãi giữ xe. Tại Hồ Con Rùa, dự kiến tăng mảng xanh 230%, tăng chỗ ngồi 250% so với hiện hữu. Các hạng mục kiến trúc trong quần thể hồ có giá trị văn hóa, lịch sử được lắp hệ thống chiếu sáng, nhạc nước mang tính thẩm mỹ để phục vụ người dân. Vỉa hè các đường xung quanh như Hồ Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần sẽ được xây mái che với tổng chiều dài 3.200m. Cách đó 2km, phố đi bộ Nguyễn Thượng Hiền dài gần 600m sẽ giới hạn vòng xoay dân chủ đến đường Nguyễn Đình Chiểu với lưu lượng người ước tính 5.500 lượt mỗi ngày, 7.000 lượt cuối tuần. Chính quyền quận 3 dự kiến dùng 2 bãi đỗ xe xung quanh đất công tại trụ sở công an quận 3, diện tích khoảng 2.700m2. Đường Vườn Chuối và hẻm 416 sẽ được phân luồng giao thông thay thế cho đoạn đường được trưng dụng làm phố đi bộ. Về vấn đề giao thông, Bí thư quận 3 cho rằng đề án xây dựng hai phố đi bộ vẫn đang ở giai đoạn lý thuyết, còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ để tạo sự đồng thuận với người dân và du khách. Quận sẽ phối hợp với các sở, ngành phân luồng giao thông trong những khung giờ ban đêm để không làm ảnh hưởng đến người dân. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong cập nhật cuối ngày hôm nay ngày 4 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.